thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bảng tính, cái mái che. Mái che theo tiêu chuẩn 2737/2023, quy chuẩn 02/2022, Bộ Xây dựng 5575/2012, tiêu chuẩn 9386/2012. Ngoài ra thì phần bu lông, cái phần bu lông á, thì sẽ có các tiêu chuẩn. Ở phần bu lông thì có các tiêu chuẩn nước ngoài, đảm bảo các tiêu chuẩn nước ngoài của tiêu chuẩn châu Âu N1992/4118/2018, N1992/4422/2018, N1992/4525/2018. Ngoài ra các tài liệu tham khảo như 5575/2014 thế này. Đấy. Đây, nội dung tiêu chuẩn đây. Tham khảo các tài liệu đây. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nuxe 2019. Ok, chúng ta cũng đi vào. Đây là một số hình ảnh, thông số hình ảnh kích thước của mái che. Đây là tải trọng tác dụng, tải trọng bản thân mái che 30 kg, thiết kế 95, tải trọng gió, vùng áp lực gió vùng 2, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, quận 2, bây giờ thuộc Thủ Đức, quy chuẩn Việt Nam 02/2022. Dạng địa hình C, mái che trong thành phố, mái che cao 5m, góc mái che 0 độ theo tiêu chuẩn 2737/2023, kỹ thuật giật áp lực gió cơ sở, chu kỳ 3 giây 10 năm, Z tương đương và KZE. Đấy, tính toán mái che theo sơ đồ 3, theo sơ đồ 4. Theo sơ đồ 3 thì tác dụng gió tác dụng trên xuống, và theo sơ 4 để kiểm tra về lật mái, tốc mái, động đất, phù động đất thành phố Hồ Chí Minh, quận 2 thuộc thành phố Thủ Đức, gia tốc nền, tính toán bảng giá trị phụ thiết kế TST, biểu đồ phụ thiết kế. Đây là tổ hợp tải trọng, các tổ hợp bao gồm tải trọng bản thân, hoạt tải, gió, động đất, xe. Đây là cái phần mô hình tính toán. Mô hình tính toán kiểm tra chủ lực của tấm và cây C. Mô hình tính toán tải trọng bản thân, phần mềm tự động tính tải trọng bản thân, gán tải 30 kg, tải trọng thiết kế 95 kg. Đây là gió này, chính là cái này, thất thông và tải đây, và tải đây là 0,95 này, gió 0,57.
gió không phải thứ bảy này. Cho gió thẳng đứng này, và đây gió tốc mái này, không phải thứ ba này. Tại động động đất này. Phủ động đất này. Động đất EQX, EQI này. Các tổ hợp tải trọng có tổ hợp gió tốc mái này. Tốc mái thì bất lợi nhất chúng ta chỉ xét là không xét vận đến hòa tải, xét đỉnh tải và gió thôi. Đấy thì nó tốc mái nó bất lợi nhất. Kiểm tra khả năng chịu lực của tấm này. Ở đây chúng ta có tấm ứng suất max trong tấm tất cả hai mặt này, và đây ứng suất min này. Đây chúng ta lấy giá trị lớn nhất của nó là đây 24,35 này. Hai, kiểm tra ứng suất kéo uốn này. Đây là vật liệu kéo uốn của chúng ta là 206,1 này, vật liệu F RP này. Kiểm tra lực cắt này, đây lực cắt và ứng suất cắt, đây khả năng chịu cắt của tấm, rồi lực dọc, ứng suất kéo và khả năng chịu kéo của tấm, đảm bảo ứng suất nén và khả năng kéo nén của tấm, khả năng chịu lực của tấm gân là cái tấm gân của cái tấm, gân tấm RP, ứng suất kéo uốn đây là 152,52, kéo uốn của tấm, kéo uốn của vật liệu, ok, lực cắt trong gân tấm này, ứng suất cắt này. Tương tự lực dọc, ứng suất kéo, ứng suất nén, mấy ứng suất nén vứt kéo lớn nhất này, vứt nén lớn nhất này. Kiểm tra khả năng chịu lực của cái C này, kéo uốn không ta, lớn nhất là 47,95 này. Lực cắt này, vứt cắt này. Vứt chọc này, ứng suất kéo, ứng suất nén, ứng suất kéo, ứng suất nén, khả năng chịu nén vật liệu. Kết luận này, tính toán tên là thấy tấm C, tấm và cái C đảm bảo chịu lực. Theo sau đến phần là kiểm tra khả năng chịu lực của bê tông liên kết tấm C, tấm với cái C khi bị gió tốc mái. Đấy, từ các trường hợp chúng ta thấy trường hợp này, khi mà bị gió tốc mái là trường hợp này, gió đẩy dưới lên thì nó sẽ bị tốc mái tấm của chúng ta, và chúng ta sẽ đi kiểm tra cái khả năng chịu lực của cái bê tông liên kết tấm với cái C, lực gió với tốc mái xét đã xét hệ số tính toán, lực tại động bản thân đã xét hệ số tính toán, lực gây tốc mái sẽ bằng cái này trừ cái này, lực kéo lớn nhất cho một bu lông, chúng ta có số lượng bu lông, loại bu lông, đường kính bu lông, tổng số bu lông suốt bao sâu, diện tích thực của bê tông theo tiêu chuẩn 557/2012, ta có khả năng chịu kéo thì bằng này, diện tích thực FTP bê tông với bê tông sút 36 FTP 210, khả năng chịu kéo của nó là 12,4 và lực gây kéo là 0,94, đây nên đảm bảo chịu lực đã.
đảm bảo không bị tốc mái cho gió. Tiếp theo là tính toán khoan cấy neo bó neo bu lông vào bê tông tiêu chuẩn này EU, tài liệu tham khảo này, tạp chí này, các thông số đưa vào bê tông bu lông neo phản lực tại hệ neo không lực tại hệ neo tọa độ bu lông số 1 so với tâm y tâm tọa độ so với tâm lực kéo nhổ hoặc là cắt trong các bu lông lực kéo nhổ hoặc lực cắt lực lớn nhất trong bu lông bằng giá trị này thông số bu lông đường kính này diện tích thực này. Diện tích thực thực này à, số lượng bu lông phương y này số lượng bu lông phương x này khoảng cách theo phương y này khoảng cách phương x này. Phương x thì do phương x chỉ có một hàng thôi chứ là không có khoảng cách này thì thông số này chúng ta đã ghi thế này đây thông số này chúng ta đã ghi thế này ở đây khoảng cách tối thiểu khoảng cách này khoảng cách bu lông đến mép này chiều dài bê tông này chiều dài của bê tông liên kết này bê mắc bê tông này bu lông D12 số lượng 4 này khoảng cách bu lông khoảng cách từ bu lông đến mép bê tông lực thông số tác dụng lực kéo nhổ trong một bu lông lớn nhất trong một bu lông kéo nhổ trong cụm bu lông sử dụng bu lông chiều dốc neo hiệu dụng các điều kiện này S này đảm bảo này mép khoảng cách tối thiểu bu lông đến mép này đảm bảo chiều dày bê tông này đảm bảo đây còn nếu cái này không đảm bảo thì bắt buộc phải chỉnh lại thiết kế trước khi kiểm tra về khả năng chịu lực này. Cho nên là ba cái này phải đảm bảo kiểm tra về theo hướng dẫn EC44 này điều kiện vật liệu không phá hoại điều kiện không phá hoại bu lông này đảm bảo điều kiện không bị tuột neo đảm bảo theo điều kiện không bị phá hoại vỡ do nón này đảm bảo điều kiện không bị phân tách không bị phá hoại nứt tách đảm bảo điều kiện chịu lực với tác động của lực cắt này không bị phá hoại vật liệu thép bê tông bu lông đảm bảo cắt này, không phá hoại cho cắt này. Điều kiện không bị phá hoại cho bừa ra này không bị phá hoại cho vỡ mép này kiểm tra điều kiện chịu lực dưới tác động đồng thời của lực cắt và lực kéo đảm bảo theo như tính toán nên ta thấy bố trí bu lông neo đảm bảo chịu lực này. Đấy đây là toàn bộ cái phần tính toán của cái mái che này. Ok chào hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok chào các bạn.